Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin sắp công bố nguyên nhân rơi máy bay Su-30 MK2 và KC-212. Chiều tối ngày 13 tháng 8 2016, Thượng tướng Võ Minh Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết thời gian tới sẽ có kết luận nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc đáng tiếc về hai máy chiếc máy bay bị rơi Su-30 MK2 và KC-212 hồi tháng 6 vừa qua. Thông tin trên được Thượng tướng Võ Minh Tuấn khẳng định với báo chí sau buổi tối tổ chức ban bay cán bộ cho đồng chí tự chỉ huy từ biên đội trở lên chiếc máy bay Su-30 MK2 hôm 12 tháng 8 tại Trung đoàn 935 thuộc Sư đoàn 370. Đây là chuyến bay được tổ chức đầu tiên trên chiếc Su-30 MK2 sau sự cố rơi máy bay ngày 14 tháng 6. Khi đó, Thượng tướng Võ Minh Tuấn đã ra quyết định đình chỉ các hoạt động máy huấn luyện của toàn bộ kiểm tích Su-30 MK2 và chỉ được phép cất cánh khi làm nhiệm vụ chiến đấu. Trong thời gian phải tạm ngừng bay, khoảng trống mà các tiêm kích Su-30 MK2 để lại là vô cùng lớn, đặc biệt đối với nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo. Trong ngày 12 tháng 8, Tư lệnh Phòng không Không quân đã tổ chức tổng cộng 18 lần bay, trong đó có 12 lần chuyến bay trên máy bay Su-30 MK2 và 6 lần trên chuyến bay KC-212. Trước đó, trong buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ nhất của khóa 14 chiều 29 tháng 7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội đã thông tin về hộp đen chiếc máy bay Su-30 MK2. Hộp đen chiếc Su-30 MK2 đã được Bộ Quốc phòng gửi sang hộp đen Pháp để tiến hành mở và xác định nguyên nhân. Hiện nay chưa có kết quả, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 7, Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã thông tin với Đắc Việt cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30 MK2 trên vùng biển Nghệ An. Nhiệm vụ trục vớt là lực lượng hải quân. Sự cố máy bay Su-30 MK2 đã xảy ra sáng 14 tháng 6 khi trong quá trình tổ chức bay huấn luyện trên biển, máy bay của Trung đoàn Không quân 923, Quân chủng Phòng không Không quân mang số hiệu 8585 đã gặp tai nạn tại vùng biển Nghệ An Thanh Hóa, đông bắc đảo Hòn Mắc Con 40 km. Trong là Thượng tá Trần Quang Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã nhảy dù máy bay rơi xuống biển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30 MK2, khoảng 12:30 ngày 16 tháng 6, máy bay KC-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không Không quân do Đại tá Lê Kim Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 1918 là lá chính đã bị mất liên lạc với vùng biển tại phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ. Trên máy bay có 9 thành viên. Nhà chức trách xác định 9 thành viên của KC và phi công Trần Quang Khải đã hy sinh. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.